Phật thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh, Hán dịch Chi Lâu Ca Sấm, phiên âm và lược dịch điện tử Nguyên Tánh và Nguyên Hiển, Việt dịch Thích Ngộ Tùng, tháng 1 năm 2007, biên tập Thích Phước Nghiêm. Phật thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh, Tam Tạng Chi Lâu Ca Sấm, người nước Nhục Chi, dịch vào đời Hậu Hán. Lúc bấy giờ, Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, nước Xá Vệ thuộc Ấn Độ, cùng chúng đại tỳ kheo tăng 1.250 người, Bồ Tát Mục Vàng 2.000 người. Lúc bấy giờ Phật bảo tỳ kheo Ma Ha Ca Diếp rằng: Bồ Tát có bốn pháp làm cho trí tuệ bị suy giảm, những gì là bốn việc? Một là không kính kinh, không kính thầy; hai là ngăn chặn người thích nghe kinh; ba là có người cầu thâm kinh, mình có mà thương tiếc không chịu cho họ; bốn là tự mình cũng cao khinh khi người khác. Đó là bốn việc. Bồ Tát lại có bốn pháp làm cho trí tuệ tăng trưởng, những gì là bốn? Một là kính kinh và tôn trọng thầy; hai là có người đến nghe kinh mà không làm gián đoạn; ba là có người muốn được thâm kinh mà không che giấu hay luyến tiếc; bốn là nói đầy đủ kinh cho người mà không cầu cạnh gì nơi họ. Thường tự tinh tấn, thường thực hành theo pháp, không nói ba hoa. Đó là bốn việc. Bồ Tát có bốn việc, đời đời quên đạo tâm Bồ Tát, những gì là bốn? Một là lừa dối lừa thầy; hai là chủ trì những ưu khuyết điểm của người khác, không tìm được ưu khuyết điểm của người thì phải thì phỉ báng họ; ba là làm hỏng Bồ Tát đạo; bốn là mắng chửi người hành Bồ Tát đạo. Đó là bốn việc. Bồ Tát có bốn việc, đời đời sinh ra ở đâu cùng nhớ nghĩ đạo Bồ Tát, không quên cho đến lúc thành Phật. Thế nào gọi là bốn? Một là không dối lừa thầy, trọn đời không nói hai lưỡi, nịnh hót khi dối, nói hai lưỡi cười giễu người khác. Ba là có tâm từ đối với người, không nhớ nghĩ chuyện xấu ác của người. Bốn là thấy các Bồ Tát cùng Bồ Tát Sơ Phát Tâm như thấy Phật, không khác. Đó là bốn việc. Bồ Tát có bốn việc làm cho pháp trung đạo bị đoạn tuyệt, Bồ Tát đạo ngày càng suy giảm. Thế nào gọi là bốn? Một là tự mình cống cao, học theo ngoại đạo; hai là chỉ muốn tự mình được cúng dường, không biến khiến cho người khác cùng được; ba là tự mình ghét bỏ Bồ Tát rồi từ trở lại bán bỏ nhau; bốn là có người thường đến chỗ nghe kinh mà dối là nghĩ làm cho họ dứt hẳn không đến nghe nữa. Đó là bốn việc. Bồ Tát có bốn việc: cầu kinh đạo cùng chỗ mong cầu bị không bị đoạn tuyệt. Thế nào gọi là bốn việc? Chỉ mong cầu kinh pháp hay lành như sớ ba la mật, kinh Bồ Tát Tỳ La cùng các tác phẩm về Phật, từ bỏ tâm sân giận, kính trọng việc làm của mọi người trong mười phương thiên hạ như người giúp việc hoặc đại phu. Ưa thích kinh là vì lợi ích cho bản thân chứ không phải vì ngoại đạo. Tự giữ mình không nói xấu người, không gièm pha để trù dập người khác, không nghe kinh nhưng cũng không hạn chế Phật trí, tùy chỗ ưa muốn kinh đều được tự nghe. Đó là bốn việc. Bồ Tát có bốn tâm quanh co chật hẹp, phải nên xa lìa. Thế nào gọi là bốn? Một là do dự đối với Phật pháp; hai là tự mình cống cao sân giận rồi đem cây độc thêm cho người; ba là tham lam tật đối nịnh hót; bốn là nói xấu Bồ Tát. Đó là bốn việc. Bồ Tát có bốn hành chân thật. Thế nào gọi là bốn? Một là tự mình có tội ác không che giấu, muốn tự mình sám hối để gì trừ từ đó; hai là rõ biết chắc thật là mất mạng, mất nước, mất tiền của và không nói hai lưỡi; ba là giả sử có tai biến vô duyên cớ xảy ra, đến mắng chửi đánh đập và giam nhốt trong lao ngục vẫn coi thường; giả sử có thật sẽ tự sám hối tội ác do đời trước đưa đến; bốn là không hận, không sân, tự tin. Đó là bốn việc. Bồ Tát có bốn việc khó điều phục. Thế nào gọi là bốn? Một là học kinh rồi tự thực hành không theo phép của thầy; hai là đã tọa giáo mà không thực hành, không từ hiếu với thầy; ba là đã tọa tỳ kheo tăng mà dối cùng người khác; bốn là không cung kính bậc đã thành tựu Bồ Tát. Đó là bốn việc. Bồ Tát có bốn việc dễ điều phục. Thế nào gọi là bốn? Một là nghe kinh pháp xong làm theo lời dạy, không vượt quá chỗ nghe được, chỉ chọn lấy pháp, không chọn lấy chỗ trâu chuốt; hai là luôn cung kính thầy, không được nó; ba là an biết đủ, trì giới tam muội như pháp,
Bốn là thấy sự thành tựu của Bồ Tát, đem tâm lành hướng đến vị ấy. Tâm miệng và thân cũng đều như vậy, cũng muốn có công đức như họ. Đó là bốn việc Bồ Tát có mắc phải bốn lỗi lầm. Thế nào gọi là bốn? Một là vốn không quen thân nhau, không nên tin cậy tin bậy. Hai là có thâm pháp của Phật, không nên dối dạy cho người, đây là tội lớn. Ba là người thích Bồ Tát đạo, là dạy cho họ La Hán đạo, đây là tội lớn. Bốn là trong chúng tỳ kheo bố thí với tâm không bình đẳng, đây là tội lớn. Đây là bốn việc Bồ Tát có bốn việc đắc Bồ Tát đạo. Thế nào gọi là bốn? Một là có tâm bình đẳng đối với mọi người trong mười phương. Hai là có tâm bình đẳng bố thí đối với mọi người trong mười phương. Ba là chỗ ra làm có tâm bình đẳng đối với mọi người trong mười phương. Bốn là nói kinh với tâm bình đẳng đối với mọi người trong mười phương. Đó là bốn việc Bồ Tát có bốn việc mà xưng là Bồ Tát. Thế nào gọi là bốn? Một là nương kinh để sinh sống. Hai là chỉ muốn danh tiếng, không cầu Phật đạo. Ba là chỉ muốn tự an, không nghĩ đến nỗi khổ của người khác. Bốn là chỉ nói nhiều bằng miệng, không muốn độ người khác. Đó là bốn việc Bồ Tát có bốn việc để thành tựu công đức. Thế nào gọi là bốn? Một là tinh hư không. Hai là chỗ làm ác tinh sợ hối hận. Ba là tâm nhớ nghĩ vạn vật đều chẳng phải của ta. Bốn là có lòng từ lớn đối với mọi người trong mười phương. Đó là bốn Bồ Tát có bốn ác tri thức. Thế nào gọi là bốn? Một là dạy người giới ý diệt La Hán đạo. Hai là dạy người làm bất chi Phật đạo, mình thì chần chờ không làm. Ba là thích dạy người dạy lại người dạy làm người lại vì họ mà dạy làm đạo. Bốn là có người muốn cầu học kinh thì đem của cải để dụ dỗ, không chịu dạy người. Đó là bốn việc Bồ Tát có bốn thiện tri thức. Những gì là bốn? Một là không trái nghịch với chỗ người muốn cầu sanh, do vậy nên thành Phật đạo. Hai là kinh và thầy, chính là thiện tri thức vì nghe nhiều kinh vậy. Ba là ưa thích khuyên người làm công đức, khiến họ phát tâm ý cầu Phật. Bốn là Phật trời trong các loài trời, đây là thiện tri thức vì đầy đủ các Phật pháp như vậy. Đó là bốn việc Bồ Tát có bốn trân bảo. Thế nào gọi là bốn? Một là thấy Phật là cúng dường không có hai ý. Hai là nghe tất cả sáu pháp ba la mật. Ba là tâm thường thanh tịnh hướng về thầy. Bốn là dứt trừ ái dục thường ở chỗ thanh vắng. Đó là bốn việc Bồ Tát có bốn việc ra khỏi thế giới loài ma. Thế nào gọi là bốn? Một là không sợ bỏ tâm Bồ Tát. Hai là không có tâm sân giận đối với mọi người trong mười phương, dầu lớn như Mãi Long. Ba là không học bất cứ thuyết ngoại đạo nào khác. Bốn là cung kính các vị Bồ Tát. Đó là bốn việc Bồ Tát có bốn việc thành tựu công đức không thể đếm được. Thế nào gọi là bốn? Một là đem pháp bố thí cho người mà không hy vọng cho được. Hai là có người phạm giới nên thương xót cho họ. Ba là dạy nhiều người làm Bồ Tát đạo. Bốn là có người thấp hèn đến hủy dục Bồ Tát nên nhẫn nhục tất cả. Đó là bốn việc Phật dạy cái dứt rằng không nên dùng danh tự để chỉ chữ Bồ Tát. Theo pháp mà lập nên chữ Bồ Tát. Bồ Tát có phàm có 32 việc. Thế nào gọi là 32 việc? An hữu từ tâm đối người nghĩ mình, trí ít lo lắng, tự lo liệu không có cao, giữ mình kiên cố không lay động, nhưng lại mau cùng thân thiết cho đến bát nơi hoàng. Đối với thiện tri thức, ác tri thức, tâm bình đẳng không hai, làm việc không giả đãi, thường quy hòa đối với mọi người trong mười phương. Tâm bình đẳng biến khắp không gián đoạn, tâm từ không gián đoạn, tìm cầu các pháp, các kinh pháp không để bỏ sót. Đối với kinh pháp không lúc nào thấy đủ, có lỗi không che giấu mà phát lộ ra. Người khác có khuyết điểm thì không nghĩ đến khuyết điểm xấu ác của họ. Cái công đức có được thì tìm cách để bố thí tất cả. Chỉ phát tâm cầu Phật mà thôi, còn tất cả đều không cầu. Nếu có chỗ sanh tâm thì hướng đến mọi người ở trong mười phương, không thích có sự oán ghét, không có tư tưởng về thiền, cũng không cầu mong ở trong ấy. Phương tiện thiện xảo, hộ trì trí tuệ, tứ sự, san tạp bố thí, tâm không thích việc ở ngoài, không thích đạo nhỏ, chỉ thích đạo lớn. Xa lìa ác tri thức, gần gũi thiện tri thức, chừng 5 tuần thấy mình vui thích. Thí như trăng lúc mới mọc rồi dần dần tròn đầy, trí tuệ dần dần cũng như vậy, không rơi vào phi pháp, lời lẽ không khác, chỗ nói chân thật được người cung kính.
Phật dạy này Ca Diếp 32, việc như vậy gọi là Bồ Tát. Phật dạy Ca Diếp, thế như đất, tất cả mọi người đều theo mỗi giống loài của mình mà ở. Đất ấy cũng không đặt để người vậy. Bồ Tát phát tâm, cho đến thành Phật, lợi ích mọi người trong mười phương, không chỗ đặt để cũng như vậy. Này Ca Diếp, thế như mùa xuân, mùa hạ ôn hòa ấm áp, trồng trọt được được mùa. Bồ Tát trí tuệ thành tục công đức cho người trong mười phương cũng là như vậy. Thế như nước trong thứ lúa mạ, cây cỏ đều nhờ nước mà tốt tươi. Bồ Tát phát tâm cũng là như vậy, từ nơi các kinh pháp mà sanh ra. Thế như gió làm thành tựu các cõi nước Phật, Bồ Tát phương tiện thiện xảo thành tựu các kinh Phật cũng là như vậy. Thế như mặt trời không nơi nào là không chiếu đến, thiên hạ đều thấy ánh sáng của nó, ánh sáng trí tuệ của Bồ Tát chiếu khắp mọi người trong mười phương cũng là như vậy, đó là ánh sáng của kinh đạo. Thế như mặt trăng lúc mới mọc mỗi ngày mỗi sáng tỏ hơn, Bồ Tát tinh tấn đầy đủ công đức cũng là như vậy. Thế như sư tử một mình đi một mình bước không hề lo sợ, Bồ Tát mặc áo giáp giới đức một mình đi một mình bước không hề lo sợ cũng là như vậy. Thế như cây cỏ dầu trên không có cành nhưng bên dưới có rễ nên sống được, Bồ Tát cũng là như vậy. Dầu đoạn hết ba cõi nhưng lòng đại từ vẫn tương tục chăm coi thế gian. Thế như vạn sông bốn dòng đều đổ về biển cả hợp là một vị, Bồ Tát cũng là như vậy, hành trì các hành hợp lại thành công đức, đem các nguyện làm thành một vị vào trong nhất thiết trí, ví như núi Tu Di trời Đao Lợi trú trên đó. Bồ Tát phát tâm thành nhất thiết trí cũng là như vậy. Thế như tàn cây che mưa, Bồ Tát dùng mưa đại từ che kinh đạo cũng là như vậy. Thế như quốc vương có được bầy tôi kề cận bên cạnh để cùng cai trị thì được phương tiện tốt đẹp, Bồ Tát chỗ làm như Phật cũng là như vậy. Thế như trời tạnh ráo mà muốn cầu mưa thì không thể được. Đạo Bồ Tát đạo thì không dự biết những điều cao minh cũng là như vậy. Thế như chỗ ở của già Ca Việt La Vương, sau đó bảy báu tự nhiên đến sanh, Bồ Tát sẽ phát tâm nhất thiết trí, sau đó tự nhiên phát sanh 37 phẩm kinh cũng là như vậy. Thế như đổi mani châu thì giá trị của nó hơn gấp nhiều lần giá trị vật khác. Đổi nhiều người thành một người làm Bồ Tát đạo thì chúng A-la-hán và Bích Chư Phật đều nương dùng và được độ. Thế như người cầm thuốc độc trong tay không làm thương hại được họ. Bồ Tát giàu ở trong ái dục do trí tuệ cầm giữ nên không vào ác đạo. Ví như trong quận hay trong nước cất chứa nhiều phân tro làm lợi ích cho ruộng lúa vườn rau, Bồ Tát giàu ở trong ái dục nhưng vẫn lợi ích cho chư thiên và mọi loài. Phật dạy Ca Diếp, nếu các Bồ Tát muốn học kinh Tích Di Nhật La rất quý báu này thì phải tinh tấn nương theo pháp căn bổn của kinh này. Thế nào là pháp căn bổn? Không pháp, không ngã, không nhân, không thọ, không thường, không sắc, không đau ốm, không tư tưởng, không thức sanh tử. Đây là pháp căn bổn. Có thường ở một bên, vô thường ở một bên. Bên trong thường và vô thường ấy đều không sắc, không thấy và không thức, nên bên trong ấy là cội nguồn của trí tuệ sáng suốt. Thế như đại địa là một cõi, Phật lại là một cõi. Giữa hai cõi ấy, không sắc, không thấy, không ngã, không thức, không chỗ vào, không chỗ nói. Đó chính là cội nguồn của trí tuệ sáng suốt vậy. Tâm là một bên, vô tâm là một bên. Nếu không tâm, không thức, không ngã, không thức, thì khoảng giữa ấy là cội nguồn, kinh pháp của chư Phật đều không có sai khác. Có đức, không đức, việc trong, việc ngoài. Có thế gian, không thế gian, người được độ, người chưa được độ. Thoát ái dục, chưa thoát ái dục, nêu hoàng vân vân, đều không có sai khác. Có ở một bên, không có ở một bên, không giữa có của có và không có ấy. Là cội nguồn của trí tuệ sáng suốt vậy. Phật dạy Ca Diếp, ta vì các ông nói pháp. Thân này từ khi sinh ra cho đến khi chết là nơi phát sinh ra bao nhiêu cái khổ ngu si ở một bên, sa sút ở một bên. Khoảng giữa của không ngu si và không sa sút là cội nguồn của trí tuệ sáng suốt. Phật dạy Ca Diếp, hư không không tác pháp, pháp bổn không không, không tướng không tác pháp, pháp bổn không tướng không nguyện không tác pháp, pháp bổn không nguyện không tự sanh không tác pháp, pháp bổn không sanh tử, tử sanh không sanh ra, không diệt mất, không nơi chỗ, không hình, không tác pháp. Pháp bổn không hình nhưng phải tùy pháp bổn này. Nhìn bên trong của pháp bổn này, tự thân nó không phân biệt. Giải thích vì là rộng không vậy. Cái rộng không của không khí và không trung, tự nó vốn là không, cho đến đương lai không, hiện tại đều không. Phật dạy Ca Diếp.
Người chấp trước ngu si đông nhiều như núi Tu Di. Ôi thôi, lỗi lầm của họ thì không sao nói cho xiết được. Người chấp không thì nói có không, tội này rất lớn. Và có người ngu si chấp trước hiểu không mà được giải thoát, cũng có người chấp trước không mà không được giải thoát. Phật dạy Ca Diếp rằng, thế như người bệnh gặp được thầy giỏi thuốc hay, thuốc có đi vào trong bụng hay không đi? Này Ca Diếp, ý ông thế nào? Người này có thể lành bệnh chăng? Ca Diếp thưa, bạch Thế Tôn, rất khó. Phật dạy, ngoài trừ cách hiểu và không thì được giải thoát, chấp không thì không được giải thoát. Thế như có người sợ hư không mà kêu khóc, bảo người đang hư không đi cho xa. Phật dạy Ca Diếp, người này có rời khỏi hư không được chăng? Ca Diếp thưa, bạch Thế Tôn, không thể rời được. Phật dạy, đúng vậy, này Ca Diếp. Nếu có Sa Môn Bà La Môn sợ hư không, ngài nói không rồi cũng trở lại sợ không, đây cũng là người điên cuồng như người trên không khác. Phật dạy Ca Diếp rằng, thế như hòa sư tự vẽ hình tượng quỷ thần rồi chính mình trở lại kinh sợ nó. Thế như người chưa được đạo do không hiểu pháp nên cùng sắc thanh hương vị như vậy mà đọa vào trong sanh tử. Thế như trong cây phát ra lửa rồi từ nó trở lại đốt cây, từ chỗ quán sát mà được sáng suốt rồi lại tự thiêu đốt thân mình, cũng là như vậy. Thế như huyễn sư hóa làm ra hình người, rồi huyễn sư là tự tán người đó mà ăn. Xét lại sắc thanh hương vị từ bên ngoài phát sinh ra niệm ăn, như vậy không và ăn không có gì sai khác. Phật dạy Ca Diếp, thế giới ánh sáng ngọn đèn, nó không tự nghĩ rằng ta sẽ đuổi bóng tối, xua bóng tối đi, nhưng ngọn đèn vẫn soi chiếu mà không biết bóng tối đi đến chỗ nào. Cũng vậy, trí tuệ sáng suốt cũng không nghĩ tôi sẽ đuổi ngu si đi để được trí tuệ sáng suốt, cũng không biết ngu si đi đến chỗ nào, cũng không biết trí tuệ sáng suốt này từ chỗ nào đến, cũng không có người mang đến. Ánh sáng ngọn đèn ấy, bóng tối ấy đều rỗng không, không thể cầm nắm được vậy. Trí tuệ sáng suốt ấy, ngu si ấy, cả hai đều rỗng không, không chỗ cần nắm vậy. Thế như ngôi nhà nhỏ hay ngôi nhà lớn, hoặc 100 năm hoặc 1.000 năm, trong đó chưa từng đốt lửa đèn, về sau trong đó đều đốt lửa đèn. Này Ca Diếp, ý Ca Diếp thế nào? Bóng tối ở bên trong 1.000 năm ấy, nếu ta có sức mạnh có thể đem nó ra ngoài được chăng? Ca Diếp bạch Phật rằng, tôi không, bạch Thế Tôn, bóng tối dù ở trong đó rất lâu như thấy ánh sáng của lửa thì bỏ đi không có dám dám ở. Phật dạy, đúng vậy Ca Diếp, Bồ Tát trải qua vài ngàn ức vạn kiếp ở trong ái dục, bị dục ngăn che, nghe qua kinh Phật một lần mà nghĩ đến điều thiện, tội nghiệp liền được tiêu trừ. Trong Phật pháp, ánh sáng ngọn đèn ấy chính là ánh sáng của trí tuệ, là cho bóng tối ái dục bị tiêu trừ. Thế như trong hư không, hạt lúa không thể sanh trưởng, chỉ có đất hạt lúa mới có thể sanh trưởng mà thôi. Cũng vậy trong Nê Hoàng, không sanh ra Bồ Tát vậy. Bón phân vào trong đất, hạt lúa thấm dần rồi sanh trưởng. Cũng vậy trong ái dục sanh ra Bồ Tát. Phật dạy Ca Diếp, thế như trong cánh đồng rộng hoặc trên núi, không sinh ra hoa sen và hoa ưu bát la, Bồ Tát không sinh ra từ trong pháp A-la-hán hay Bích Chi Phật, cũng là như vậy. Thế như trong vũng nước bùn nhơ lớn mà sinh ra hoa sen và hoa ưu bát la, từ trong ái dục sinh ra pháp Bồ Tát, cũng là như vậy. Thế như bốn biển lớn ngưng động lại, công đức của Bồ Tát ở trong bao cõi thấm nhuần thành Bồ Tát đạo, cũng là như vậy. Thế như con mọt ăn hạt cải thành rỗng không, trí của A-la-hán và Bích Chi Phật cũng là như vậy thôi. Thế như dầu mè, chỉ một sợi tóc thành ra 100 phần, đó một phần dìm vào trong dầu mè làm vang ra vài giọt, trí của La Hán và Bích Chi Phật cũng là như vậy. Nhưng chỗ đi của hư không trong 10 phương, trí của Bồ Tát hiểu Phật cũng là như vậy. Thế như già ca Việt La có 1.000 con, nhưng không có một người con nào giống mạo, giống tướng mạo già ca Việt La. Dầu có con, nhưng trong đó không có người con nào cái vị được. Có vài ngàn ức vạn la hán, nhưng trong đó không có một bồ tát nào có vị được Phật. Phật giàu có bồ tát đông như vậy, nhưng la hán không đủ để làm con Phật vậy. Thế giờ chánh phu nhân của già ca la việt ca việt la cùng người bần cùng giao thông với nhau mà sinh con. Phật dạy Ca Diếp,
Người con này có giống Jagavikla chăng? Ca Diếp đáp rằng: Thưa không, Bạch Thế Tôn, Phật dạy đúng vậy. Này Ca Diếp, dầu có Bồ Tát từ trong Pháp mà ra, nhưng đây chẳng phải con Phật vì không phải hạng Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát không đoạn Phật Pháp vậy. Thế Giới Già Kavikla cùng Thanh Y qua lại với nhau, sau đó sanh con đầy đủ tướng của Già Kavikla. Dầu từ Thanh Y sanh ra, nhưng do người con này giống Già Kavikla vậy, cùng với Bồ Tát ở trong sinh tử, nhưng do có ích hạnh lực hồi lại làm con Phật. Thế như phu nhân của Già Kavikla mang thai 7 ngày, cuối cùng sẽ thành hình tướng của Già Kavikla. Chư thiên đều xem thấy bào thai ở trong bụng dầu là con của Già Kavikla, nhưng phần nhiều không có tướng của Già Kavikla. Chư thiên cho rằng, do khi mang thai đứa con trong bụng 7 ngày không cúng dường vậy, trong các Bồ Tát phát tâm có vị thành Phật đạo cũng là như vậy. Tâm chư thiên nghĩ rằng, dù có vài ngàn vạn ức vị Bồ Tát tôn quý, nhưng không bằng cúng dường cho Bồ Tát sơ phát tâm vậy. Thế như Ngọc Mani có viên thủy tinh lớn như núi Tu Di, cũng không bằng một viên Ngọc Mani chúng Bồ Tát sơ phát tâm chỗ A La Hán như Bích Chi Phật không thể sanh kịp cũng là như vậy. Thế như Già Ca Việt La có đứa con nhỏ tuổi, như các tiểu vương và quần thần đều phải làm lễ Bồ Tát sơ phát tâm. Chư thiên phàm thích người thế gian rồng quỷ thần đều phải làm lễ cũng là như vậy. Thế như núi lớn có nhiều cỏ thuốc, tất cả đều mọc lên từ đỉnh và cũng không có chủ. Tùy người có bệnh, các bệnh đều được lành. Bồ Tát lấy thuốc trí tuệ làm lành bệnh sanh già chết cho tất cả mọi người trong 10 phương thiên hạ cũng là như vậy. Như trăng mới mọc mà người đều làm lễ. Khi trăng tròn đầy, không có người làm lễ, hoặc có người tin Phật vì trong Phật đạo, Phật Pháp có Bồ Tát phát tâm, hoặc có người tin Phật phần nhiều vì Bồ Tát mà làm lễ. Vì sao vậy? Vì từ Bồ Tát mà thành Phật vậy. Vì như người có trí không bỏ mặc trăng mà lẻ lại tinh tú, cũng vậy kẻ cao nhân không sợ bỏ Bồ Tát mà lẻ lại A-la-hán vậy. Thế giới trên trời dưới đất cùng sở trị một viên thủy tinh, cuối cùng không thể được Ngọc Mani. Tất cả chúng A-la-hán tự lo trì giới, thiền định tâm muội, trí tuệ sáng suốt, nhưng không thể ngồi dưới gốc cây Phật, không thể làm Phật được. Bây giờ Phật dạy Đại Bồ Tát Ca Diếp, Bồ Tát phải học cách làm công đức cho mọi người trong 10 phương. Bồ Tát làm công đức cho mọi người trong 10 phương, không nên tự cống cao. Bồ Tát thường phải chỉ bày cho mọi người trong 10 phương trị lành bệnh của họ, trị lành những bệnh gì. Người dâm dùng quán sát để làm thuốc, người sân giận dùng tâm bình đẳng làm thuốc, người si dùng 12 nhân duyên làm thuốc, người nghi ngờ không tin dùng không làm thuốc, dục xứ sắc xứ và vô sắc xứ. Nếu người muốn hiểu biết đó, dùng vô tướng làm thuốc. Đây là của tôi, chẳng phải của tôi. Nhớ nghĩ ái dục, dùng vô nguyện làm thuốc. Bốn điên đảo đều tự có thuốc. Thế nào là đều tự có thuốc? Một là có thường dùng vô thường làm thuốc. Hai là có lạc dùng khổ làm thuốc. Ba là có lời nói, đây là của tôi, dùng chẳng phải của tôi làm thuốc. Bốn là có thân dùng quán sát làm thuốc. Bốn ý định chỉ dùng thân tâm để nhớ nghĩ, đó là thuốc. Bốn ý đoạn, đoạn tất cả điều ác, đó là thuốc. Bốn niệm thần túc hợp thành thân, dùng không khí làm thuốc. Năm căn, năm lực, bất tính giải đãi, dùng nhớ nghĩ công đức làm thuốc. Thất giác ý Phật Pháp sáng suốt làm thuốc. Ngoại đạo cùng bất tính dùng bát chánh đạo làm thuốc. Đây là phân biệt ra mỗi loại thuốc vậy. Phật dạy Ca Diếp, hoặc khiêm phụ lợi, hoặc thầy thuốc, hoặc học trò thầy thuốc, hoặc y vương giỏi hơn hết trong 3.000 cõi nước, hoặc y vương đầy chật trong đó. Dầu bậc y vương nhiều như vậy nhưng không thể chữa lành được ngoại đạo của người bất tín, không biết nên dùng phương thuốc gì để chữa lành vậy. Bồ Tát nghĩ như vậy: không dùng thuốc thế gian để trị cho người lành bệnh, nên dùng thuốc Phật Pháp để trị cho bệnh cho người. Thế nào là thuốc Phật Pháp? Tùy nhân duyên, trong trí tuệ sáng suốt không có ngã, không nhân, không thọ, không mạng, tính không đọa thoát,
không mà không không. Nghe như vậy cũng không sợ không hãi, tinh tấn tương tục nhất nghĩ như vậy. Tâm đi vào dâm dục thế nào, tâm đi vào sân giận thế nào, tâm đi vào ngu si thế nào, tâm nắm giữ tâm quá khứ, tâm đương lai hay tâm hiện tại chăng? Quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa đến, hiện tại không chỗ trụ. Phật dạy ca diếp rằng tâm không có màu sắc, không nhìn không thấy. Phật dạy ca diếp rằng chư Phật cũng không thấy tâm ấy. Tâm ấy vốn không chỗ có, không từ đâu đến, tâm ấy tự tạo ra nhân duyên rồi tự được sanh tử. Tâm một mình đi xa, tâm giống như bọt nước nổi lên trên dòng nước, giây lát rồi tan mất. Tâm giống như trời mưa bão, đến không kỳ hạn. Tâm ái dục cũng như vậy, đến không kỳ hạn. Tâm giống như chim bay, như vượn khỉ, không dừng ở một nơi. Do vậy tâm không dừng ở một chỗ. Thế như họa sư, mà mỗi hình sắc tâm đều mỗi khác, ta đi theo chỗ làm cũng là như vậy. Thế như vua đối với mọi người là trên hết, cũng vậy trong các công đức tâm cũng là vô thượng. Thế như rải phân trên lá cỏ xanh rồi tự nó làm sạch, tâm cũng như vậy, vào trong ái dục rồi tự làm thanh tịnh. Tâm thế như oan gia ném con người mắc dính vào trong đường ác không có kỳ hạn, thế như lấy tro để xây thành, tâm lấy vô thường làm thành, có thường cũng là như vậy. Thế như lấy cần câu để câu được cá, tâm đem cái chẳng phải của tôi làm cái của tôi cũng là như vậy. Tâm như giặc cướp tại công đức và lại tự hủy nhục, thế như sườn núi từ trên cao xuống thấp. Tâm trong chốc lát có ái, chốc lát có ghen ghét cũng là như vậy. Tâm thế như oan gia chỉ dò xét nơi người, tâm thường thích ngửi hương. Thế như bình vẽ đơn đầy phân, có vị gì khác lạ đâu mà ưa thích. Thế như kẻ nô tỳ tùy theo chỗ sai khiến của đại phu mà làm vui lòng, bây giờ con ngài tự đâm đầu vào trong ngọn lửa đèn. Phật dạy ca diếp, tâm tìm cầu ấy cuối cùng cũng không thể được gì. Không thể được nghĩa là không có, không có nghĩa là không chỗ sanh, không chỗ sanh cũng có nghĩa là không chỗ xuất, không chỗ xuất cũng có nghĩa là không chỗ hư hoại, không chỗ hư hoại cũng có nghĩa là không có chết, không có cũng không có sanh. Gốc nhân duyên, gốc không nhân duyên có nghĩa là không sanh, cũng không nguyện vậy. Không nguyện cũng có nghĩa là không chỗ nắm giữ, không chỗ nắm giữ có nghĩa là la hán diệt. La hán diệt chính là không giới cấm vậy, hoặc chết sống, hoặc kể chỗ tạo tội, tất cả vốn đều không có. Không sống chết ấy chính là la hán diệt. La hán diệt cũng chính là không thân hành, không khẩu hành, không tâm hành, nên việc ấy không có gì khác vậy. Vì sao vậy? Vì các kinh chỉ có một vị, việc ấy đều bình đẳng như hư không, việc ấy đưa đến chỗ hoàn toàn không. Việc cũng không là của tôi, cũng chẳng phải là của tôi. Việc đế ấy vốn là không đế, việc ấy vốn thanh tịnh, không có tì vết của ái dục vậy. Cội nguồn của việc ấy vốn lìa diệt, việc ấy theo tư lớp đi đến nơi hoàng, việc ấy vô tận vốn không có sanh vậy, việc ấy an ổn và đến nơi hoàng, nên an ổn chính là diệt vậy. Thường diệt thường kinh vốn không, diệt này khéo đi vốn không sanh tử. Phật dạy ca diếp rằng nên tự tìm cầu những việc nơi bản thân mình, chớ ưu lo những việc bên ngoài. Hà tỳ kheo, trong đời vị lai sau này, thế như cầm một cục thịt ném cho con chó chỉ đuổi theo cục đó mà không đuổi theo người. Hà tỳ kheo, trong đời vị lai cũng là như vậy, chỉ muốn ở chỗ thanh vắng an nhàn trong núi, tương muốn được an ổn khoái lạc, không chịu quan sát nơi thân mình, nên không hiểu về sắc, tai, mũi, lưỡi, thân này do duyên gì mà được giải thoát, do duyên gì mà vào thành khất thực. Hoặc có vị đến thành ấp hay làng xóm, thấy sắc thanh hương vị mềm mại thì muốn được nó, lại ở trong núi nhưng vẫn bị suy đọa. Hoặc có vị ít nhiều có trì giới nhưng không quán sát nội thân, chết được sanh lên cõi trời, từ cõi trời sanh xuống nhân gian, từ đó về sau không lìa ba đường ác. Phật dạy ca diếp rằng tỳ kheo giống như con chó đuổi theo cục thịt, bị người mắng chửi cũng mắng chửi lại, bị người đánh cũng đánh lại, người không kiềm chế tâm cũng là như vậy. Thế như thầy luyện ngựa,
Gặp ngựa tính khí hung hăng thì phải từ từ dạy nó cho lâu, sao mới thành ngựa tốt. Tỳ kheo thường quán sát phép điều chế tâm để không tìm thấy cái xấu, cũng là như vậy. Thế như người bị bệnh đau cổ họng nhức nhối, động đến một chỗ là toàn thân đều đau. Người tâm bị trói buộc nơi của tôi và chẳng phải của tôi. Chạy theo ngoại đạo cũng là như vậy. Phật dạy cái giúp rằng sa môn có hai việc đọa vào chỗ vào trong lao ngục. Một là nói rằng đây là của tôi. Hai là cầu người để muốn được cúng dường. Sa môn lại có hai việc ràng buộc. Thế nào gọi là hai việc? Một là học theo ngoại đạo. Hai là muốn cất chứa nhiều y phục, ca sa và bình bát. Sa môn lại có hai việc làm mất đạo. Thế nào là hai việc? Một là cùng người bạch y làm thân thiện. Hai là thấy sa môn trì giới tốt đẹp trở lại ganh ghét. Sa môn lại có hai việc đọa vào trong chỗ như thế. Thế nào là hai việc? Một là thường nhớ nghĩ ái dục, hai là ưa thích kết giao bạn bè. Sa môn lại có hai việc chấp chặt. Thế nào là hai việc? Tự có lỗi mà không chịu sám hối, rồi là nghĩ xấu cho người khác. Sa môn lại có hai việc đọa vào trong địa ngục. Thế nào là hai việc? Một là phỉ báng kinh đạo, hai là phá giới. Sa môn lại có hai việc. Thế nào là hai việc? Một là phạm tất cả giới, hai là ở trong pháp không có chỗ đắc. Sa môn lại có hai việc cần phải sám hối. Thế nào là hai việc? Một là hành đức không xứng đáng mà cưỡng mặc ca sa, hai là thân không tự trì giới. Hoặc trì giới tỳ kheo như trở lại đảm nhận việc vàng. Sa môn lại có hai việc khó lành. Thế nào là hai? Một là tâm tà loạn, hai là có người hành Bồ Tát đạo mà lại ngăn chặn. Phật dạy ca diếp, thế nào là sa môn? Sa môn ấy có bốn hạng. Những gì là bốn? Một là hình dung trang phục như sa môn, hai là ngoài như sa môn, trong thì lôi thôi cẩu thả, ba là tìm cầu danh hoa từ cống cao, bốn là sa môn chân chánh đức hạnh không vi phạm. Thế nào là hình dung trang phục giống như sa môn? Cắt tóc, cạo râu, mặc ca sa, cầm bình bát, nhưng tâm không chân chánh, không giữ giới, chỉ muốn làm ác, thích học theo ngoại đạo. Đây là trang phục giống như sa môn. Thế nào là ngoài như sa môn? Trong lại lôi thôi cẩu thả, nhẹ nhàng mà đi, nhẹ nhàng mà ra, nhẹ nhàng mà vào. Ngoài đạo tội ác nhưng lại ở trong núi lấy cỏ tranh làm nhà. Trong không có lòng tin, chắc chắc vào cái tôi và cái và của tôi. Khi khổ gặp người ngay thẳng có lòng tin thì trở lại ganh ghét. Thế nào là tìm cầu danh hoa? Trì giới lôi thôi cẩu thả là muốn người khác khen ngợi. Học kinh lôi thôi cẩu thả là muốn người khác khen ngợi. Xử sự lôi thôi cẩu thả, hẹp hòi là muốn người khác khen ngợi. Không có lúc nào tự quả trách để cầu độ thoát, chỉ có lôi thôi cẩu thả. Thế nào là sơ môn đức hạnh chân chánh không vi phạm? Thân mạng của mình còn không tiếc huống gì cầu tôn cấp cúng dường về cho mình. Hoặc có tỳ kheo giữ hạnh không thì thường khuyên họ kịp đến an lạc, cùng thấy tất cả pháp đều trong sạch, cũng không có tì vết, tự làm cho mình sáng suốt, không theo sự chủ trì sáng suốt của người khác. Đối với Phật pháp còn không chấp trước, huống gì thường chấp trước sắc, cũng không trói buộc, cũng không giải thoát, cũng không sinh tử, cũng không đê hoàng. Đó chính là chân thật sa môn. Phật dạy ca diếp, thực sự sa môn thường phải nghĩ như vậy, phải bắt chước theo chân thật sa môn. Đừng bắt chước theo hạng sa môn danh hoa nịnh hót dối trá vậy. Thế như người nghèo tên đại phú, chỉ được cái tên là giàu mà thật không có gì. Phật dạy ca diếp, người ấy được giàu có như cái tên không? Ca diếp thưa không, bạch Thế Tôn, Phật dạy đúng vậy này ca diếp. Dù có tên là sa môn mà không hành pháp của sa môn, cũng giống như người nghèo tự xưng là giàu có lớn. Thế như người bị chìm đắm trong nước là bị khát nước sắp chết. Cũng vậy, sa môn đọc nhiều kinh sách tài cao chứ không xa rời tình dục, ở trong tình dục mà khát khao sắp chết, nhân đó mà vào trong địa ngục súc sanh ngạ quỷ. Thế như thầy thuốc chỉ có một bát thuốc đầy, không thể chữa lành bệnh cho mình. Sa môn giàu đọc tụng nhiều kinh mà không trì giới cũng là như vậy. Thế như
Người bệnh gặp thuốc hay, không tự cứu được nhưng đó mà chết. Sư môn giờ đọc tụng nhiều kinh mà không trì giới cũng là như vậy. Thế như Ngọc Mani rơi vào trong phận nhơ, sư môn giàu đọc tụng nhiều kinh mà không trì giới cũng là như vậy. Thế như người chết mà đeo vàng bạc để trang sức. Sa môn không trì giới mà lại mặc áo ca sa, tướng mạo như sa môn trì giới cũng là như vậy. Thế nhân người trưởng giả ăn mặc trang sức, mặc áo mới để đồ trang sức, sa môn đọc tụng nhiều kinh và trì giới nghiêm túc cũng là như vậy. Phật Già Ca Diếp, có bốn hạng người không trì giới và hình tướng giống như người trì giới. Thế nào là bốn? Một là hoặc có tỳ kheo đối với cấm giới, chỗ nói không vi phạm hay thiếu khuyết. Dầu có như thế nhưng chấp trước hô hào rằng mình làm được như vậy. Hai là họ có tỳ kheo biết rõ kinh luật nhưng lại chấp rằng đây là của tôi làm. Ba là họ có tỳ chấp là tôi là của tôi. Bốn là thường thực hành tâm bình đẳng với mọi người, trong sanh tử luôn có tâm không sợ hãi. Đây là sa môn không trì giới mà gọi là trì giới. Phật dạy cả nhất rằng cấm giới không hình không tướng không kiệt trong ba cõi, không ta không mình không người không mạng không ý không danh không chủng không hóa không giáo không có người làm không chỗ đến không chỗ đi không chế không diệt thân không chỗ phạm miệng không chỗ phạm tâm không chỗ phạm không đời không kế không chỗ trụ ở đời cũng không có giới cũng không không có giới cũng không chỗ niệm cũng không bại hoại cũng không đúng ngồi nên gọi là cấm giới vậy. Lúc bấy giờ Phật dạy rằng giới ấy không tì vết không vô uế, giới ấy không hào nhoáng không sân nhuế, an định đến đế hoàng nên gọi là trì giới. Giới ấy không thương tiếc thân cũng không thương tiếc thân mạng, không ưa thích. Đối với năm đường ở trong Phật pháp thì đã tất cả mọi người cũng như đối với pháp nên gọi là giới. Giới ấy không khuyên không chuyên chủ ở giữa, không ở hai bên, không dừng ở, không dính mắc ở giữa, không dính mắc hai bên, không bám víu, không trói buộc, như gió giữa hư không, không chỗ dừng ở, nên gọi là trì giới vậy. Người định tâm, không chỗ dính mắc, không ngã tưởng, không nhân tưởng, người hiểu như thế chính là người giữ giới thanh tịnh vậy, không khinh lờn cấm giới, không tự cống cao. Thường muốn duy trì cấm giới, giữ gìn đạo hạnh, người như vậy không thể có lỗi lầm sai lệch tư tưởng về ngã sở. Tự ngã cùng ngã sở ấy đều không thật có vậy. Tinh tánh không và thực hành Phật pháp không nhiễm ô đối với thế gian, không đóng trước thế gian, từ tối vào sáng không có nhân duyên chuyên chủ, không dính mắc ba cõi, đây gọi là trì giới. Lúc Phật nói kinh pháp này có 2.000 chư thiên người thế gian, các rồng quỷ thần đều đắc tu đại hoàng đạo, 800 vị sa môn đều đắc a la hán đạo, 500 vị sa môn vốn thường giữ gìn tâm ý được đạo thiền, nghe Phật dạy chỗ thâm sâu của kinh đều không hiểu không tin, đi từ chỗ ngồi tránh qua nơi khác rồi bỏ đi. Tỳ kheo có giúp bạch Phật rằng 500 tỳ kheo thủ thiền định ấy nghe kinh sâu xa thù tán không hiểu không tin mà bỏ đi. Phật dạy ca diếp 500 vị tỳ kheo thủ thiền định ấy tin nơi nhiều người khác để nghe giáo pháp sâu xa vi diệu thì không hiểu không tin. Phật dạy ca diếp 500 vị tỳ kheo ấy vào thời Phật Ca Diếp đều là hàng Bà La Môn. Ở chỗ Phật Ca Diếp một lần nghe qua kinh đạo tâm biết vui sướng, 500 người này liền tự nói rằng chỗ Phật Ca Diếp nói rất hay, nên 500 người này được phước quả là sau khi mạng chung để được sanh lên cung trời đạo lợi. Phật dạy 500 tỳ kheo được phước báo ấy rồi, về sau đều làm sa môn trong giáo pháp của ta, nay nghe thâm kinh không hiểu không tin. Phật dạy Ca Diếp rằng 500 vị tỳ kheo này cứ duy trì việc nghe thâm kinh như vậy sẽ không đọa ác đạo, trong đời hiện tại đều sẽ được đến quả A-la-hán, Bát Niết Hoàn. Phật dạy Tu Bồ Đề rằng ông hãy bảo 500 vị tỳ kheo đã đi đó khiến họ trở lại đây. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng 500 vị tỳ kheo ấy còn không muốn nghe Phật dạy, làm sao chịu nghe lời nói của tiểu la hán được. Phật liền hóa làm 2 vị tỳ kheo ung dung đi đến trước 500 vị tỳ kheo ấy, khiến 500 vị tỳ kheo ấy đều cùng đi đến trước 2 tỳ kheo. 500 tỳ kheo hỏi 2 vị tỳ kheo rằng hai hiền giả muốn đi đến đâu. 2 tỳ kheo đáp rằng muốn đến chỗ vắng lặng an ổn ở trong núi ngồi
muốn ngồi thiền để không trở lại ưu lo nữa. 500 vị tỳ kheo lại hỏi rằng: vì sao vậy? Hai tỳ kheo lại đáp rằng: vì lời Phật dạy trong kinh sâu xa, tôi không tin, không hiểu. 500 vị tỳ kheo lại đáp rằng: tôi còn muốn vào trong núi tĩnh lặng để an trú, ưa thích tọa thiền và không còn ai đến quấy nhiễu tôi nữa. Chúng tôi cũng nghe Phật thuyết kinh nhưng không tin, không an lạc vậy. Hai tỳ kheo lại đáp rằng: việc này chúng ta phải cùng nhau bàn bạc, không nên đùa bỡn, không nên tranh luận. Đó chính là pháp của tỳ kheo vậy. Cho nhân duyên gì mà thân này vào trong đế hoàng? Và có ngã, có thần, có mạng, có nhân, có ý chăng? Sẽ có người đi đến chỗ đế hoàng chăng? 500 tỳ kheo đáp rằng: thân này cũng không nhân, cũng không ngã, cũng không danh, cũng không ý, cũng không có. Người đi đến chỗ đế hoàng vậy. Hai tỳ kheo lại đáp rằng: hết sạch những gì thì sẽ đến được đế hoàng. 500 người lại đáp rằng: hết sạch dâm dục, hết sạch giận hờn, hết sạch ngu si, đó là đế hoàng. Hai tỳ kheo lại hỏi rằng: dâm, giận, si nơi các ông đã hết sạch chưa? 500 người lại đáp rằng: trong cũng không còn, ngoài cũng không còn vậy. Hai tỳ kheo lại hỏi rằng: hiền giả phải nên không đắm trước, cũng không không đắm trước, dầu không đắm trước nhưng cũng không không đắm trước, đây là đế hoàng. Cấm giới không ở trong tử sanh, cũng không tại đế hoàng. Trí tuệ sáng suốt đều đi đến sự thấy biết giải thoát sáng suốt, cũng không ở nơi tử sanh, cũng không ở nơi đế hoàng. Pháp ấy vốn rộng không, không hình sắc, cũng không chỗ thấy, sợ bỏ tư tưởng, sợ bỏ tưởng đế hoàng, diệt tư tưởng thống khổ. Để mau đến pháp không niệm, cũng không không niệm, diệt tư tưởng thống khổ. Đây là chỗ không có gì để làm. Lúc hai tỳ kheo thuyết kinh này, 500 người kia đã đắc A-la-hán quả, 500 người này quay trở về chỗ Phật. Tu Bà Đà hỏi 500 người ấy rằng: các hiền giả từ đâu đến và định đi đâu? 500 người ấy trả lời: trong kinh Phật dạy rằng không từ đâu đến cũng không đi về đâu. Tu Bà Đà lại hỏi 500 người ấy rằng: ai là thầy của các ông? 500 người đáp: vốn không có sanh, thì do đâu mà phải có xuất? Tu Bà Đà lại hỏi rằng: người nói kinh ấy cho các ông là ai? 500 người đáp: không năm ấm, không bốn đại, không sáu suy, đó là thầy chúng tôi. Tu Bà Đà lại hỏi rằng: thầy của các ông đã nói những kinh gì? 500 người lại đáp: không trói buộc, cũng không buông xả. Tu Bà Đà hỏi rằng: dựa vào nhân duyên gì để giữ đạo? 500 người đáp: cũng không giữ, cũng không không có giữ. Tu Bà Đà lại hỏi rằng: như vậy phải làm gì? 500 người lại đáp rằng: như vậy cũng không có ai phải làm gì. Tu Bà Đà lại hỏi rằng: là thế nào để hàng phục được các ma? 500 người lại đáp: không có năm ấm và ma vậy. Tu Bà Đà lại hỏi rằng: các ông lúc nào sẽ bát đế hoàng? 500 người lại đáp: giáo hóa người vào bát đế hoàng, chúng tôi bấy giờ cũng sẽ vào bát đế hoàng. Tu Bà Đà lại hỏi rằng: ai là người cao hơn các ông? 500 người lại đáp: không thân, không tâm, đây là thầy của chúng tôi, sẽ cao hơn chúng tôi. Tu Bồ Đề lại hỏi rằng: các ông đã hết sạch ái dục chưa? 500 người lại đáp rằng: các duyên, các pháp vốn tận. Tu Bồ Đề lại hỏi rằng: các ông đã trú ở bậc La Hán chưa? 500 người lại đáp: không chỗ nắm giữ, không chỗ buông xả. Tu Bồ Đề lại hỏi rằng: các ông đã đoạn hết sanh tử chăng? 500 người lại đáp rằng: gốc đã đoạn cũng không chỗ thấy. Tu Đề lại hỏi rằng: các ông có thể trú ở bậc nhẫn chăng? 500 người lại đáp rằng: đã xa lìa, thoát bỏ tất cả, không còn đắm trước. Lúc Tu Bồ Đề hỏi những sự kiện và 500 người kia giải đáp như vậy, bây giờ có 120 vạn người cùng chư thiên quỷ thần rồng để đắc quả Tu Đà Hoàn, 1.300 tỳ kheo để đắc quả A-la-hán. Phật thuyết kinh này xong, chư tỳ kheo ni, ưng bà tắc ưng bà di, chư thiên loài người, quỷ thần, rồng đều rất hoan hỷ đảnh lễ trước Phật rồi lui ra. Phật thuyết kinh Di Nhật Ma Ni Bảo.